Cuốn ebook Tư duy để thay đổi tương lai và cuộc đời của bạn, khi bạn hết giá trị lợi dụng, không chỉ bị thời đại bỏ rơi mà cả những người bên cạnh cũng bỏ bạn mà đi. Giọng đọc Huệ Tâm. Phần 1. Sự an nhàn ổn định. Thời đại ngày nay sẽ không còn cuộc sống an nhàn, ổn định. Chúng ta giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn, mặt biển sóng lớn cuộn trào. Những con sóng lớn không ngừng ập tới, những người lựa chọn an nhàn nhất định sẽ bị sóng lớn đánh sập. Nhìn lại xã hội hiện tại, không có mô hình kinh doanh nào có thể tồn tại lâu dài, không có sức cạnh tranh nào là vĩnh viễn, không có tài sản nào là cố định. Dù bạn là siêu đẳng đến cỡ nào, rồi cũng sẽ có những công cuộc cách tân nhằm vào bạn. Ví dụ như, robot sẽ thay thế đội ngũ áo xanh là đội ngũ công nhân, trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi đội ngũ áo trắng là đội ngũ tri thức. Do vậy, chúng ta phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị và phòng chống bất cứ lúc nào, tĩnh quan kỳ biến, bình tĩnh quan sát mọi sự thay đổi. Phấn đấu mới là chủ đề cố định bất biến của nhân loại. Ai dừng lại hưởng thụ cuộc sống sẽ bị cuộc sống bỏ xa. Do vậy, dù bạn có bao nhiêu thành tựu, địa vị cao đến mức nào cũng không được lựa chọn ổn định. Bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Phần 2. Sự đào thải. Mỗi thời đại đều nâng đỡ cho một số người, nhưng cũng đào thải không ít người. Giai đoạn đầu là những người gan to đào thải người gan bé. Thế hệ 8X là những ai mạnh dạn gan to dám xông lên đều có cơ hội thành công. Giai đoạn thứ 2 là đào thải những người chậm chạp. Thế hệ 9X ai phát hiện ra cơ hội trước đều thành công. Giai đoạn thứ 3 là đào thải những người vô văn hóa một cách có văn hóa. Thời đại này muốn thành công nhất định phải có văn hóa. Những người ham học hỏi mới có thể dẫn dắt xã hội tiến bộ. Năm 2020, ắt sẽ có những người gục ngã, nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều người đứng dậy. Chúng ta nhất định phải lạc quan tích cực, dũng cảm đối mặt với những làn sóng mới. Phần 3. Sự khôn khéo. Đây không còn là thời đại để thuyết phục khách hàng bằng sự khôn khéo. Đây không còn là thời đại để chinh phục phụ nữ bằng những lời hứa suông. Đây không còn là thời đại để có thể ăn cả thiên hạ bằng cách khoe mẽ, tự tâng bốc mình. Đây là một thời đại vô cùng đơn giản, thực tế và hiệu quả cao, yêu cầu bạn phải thể hiện nội công chân thực, trong thời gian ngắn nhất định phải khẳng định mình. Thời đại này, tâm trí con người ngày càng trưởng thành, mọi người sớm đã quen với các kiểu chiêu trò và đủ loại mánh khóe, con người càng ngày càng lý tính và điềm tĩnh. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Người tiêu dùng ngày càng biết thưởng thức, khách hàng ngày càng thận trọng hơn, người yêu ngày càng thiết thực hơn, bạn bè ngày càng đơn giản hơn. Vậy nên bạn chỉ có hai con đường duy nhất. Một là ngày càng chú tâm hơn, hai là ngày càng kiên định hơn. Phần 4. Trò chuyện. Muốn đánh giá giá trị của một người phải xem thời gian của họ có đáng tiền hay không. Thời gian của những người thành công quá đáng giá, họ không có thời gian để tán gẫu với người khác, càng không có thời gian để chém gió với người khác. Những lời mà họ nói đều là những lời quan trọng. Bởi vậy, những người càng thành công càng ít nói xạo. Họ đơn giản và dứt khoát, họ chạy thẳng tới mục tiêu, mỗi câu nói của họ đều chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Những người nói chuyện không có trọng tâm, nói hồi lâu mà chưa đả động tới bản chất của vấn đề, cùng lắm cũng chỉ đóng vai phụ mà thôi. Những người thành công thực sự, họ chỉ luôn nói những điều quan trọng và chỉ làm những việc có hiệu quả cao. Phần 5. Sự tin cậy. Trước kia, chúng ta đánh giá cao một ai đó, chúng ta thường nói họ lương thiện, thông minh hoặc có năng lực. Nhưng giờ đây, từ khóa để đánh giá cao một ai đó là đáng tin. Xã hội trước kia có một kiểu người rất được ưa chuộng, đó là người biết nói đạo lý, khéo léo, biết điều nên dễ lấy được lòng người. Nhưng ngày nay, những người biết giờ đủ chiêu trò đang ngày càng bước đi càng khó, bởi chúng ta đã thấy quá nhiều chiêu trò giả dối, nhiều đến nỗi sản sinh miễn dịch. Có một kiểu người, khi bạn trò chuyện với họ, họ sẽ khiến bạn cảm thấy rất thoải mái, bởi họ biết phỏng đoán trước suy nghĩ và ý đồ của bạn, sau đó sẽ phụ họa theo bạn, đồng thời hứa hẹn khiến bạn cảm thấy vui. Nhưng thành thật xin lỗi, những người như vậy chỉ thích hợp để trò chuyện. Kiểu người này luôn khiến bạn cảm thấy như lần đầu gặp đã thân quen, lần gặp hai thì bình thường, lần gặp ba thì vô cùng tẻ nhạt, vô vị. Người thông minh chỉ phù hợp để nói chuyện, người đáng tin mới phù hợp để cùng làm việc. Hãy nhớ rằng, làm việc nhất định phải tìm người đáng tin cậy. Phần 6. Sự trung thành.
Trong tương lai không còn bất cứ ai có nghĩa vụ phải trung thành với ai. Trong tương lai, tất cả mọi sự trung thành đều thay đổi thành sự trung thành đối với giá trị. Đừng hy vọng có người sẽ trung thành và cống hiến với bạn vô điều kiện, trừ khi bạn luôn đáp ứng được những giá trị mà người đó cần. Một khi bạn hết giá trị lợi dụng, không chỉ thời đại bỏ rơi bạn, mà cả những người bên cạnh bạn cũng sẽ bỏ rơi bạn. Hợp tác, làm ăn, tình yêu hay hôn nhân đều như vậy. Tại sao con người hiện nay lại dễ bị chia rẽ đến vậy? Bởi con người đang lần lượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của đạo đức thế tục và hướng tới giá trị. Do vậy, bạn muốn có giá trị tồn tại, bạn phải tạo ra giá trị. Đây chính là định luật giá trị. Phần 7. Người tốt. Trong tương lai, sẽ không còn có người sinh ra vì bạn, cũng sẽ không có người một lòng một dạ tốt với bạn. Trong tương lai, sẽ có rất ít người đơn thuần tốt hoặc xấu. Mọi người đều sẽ chiến đấu và chiếm hữu vì lợi ích của mình. Bạn gây tổn hại tới lợi ích của người khác, trong mắt họ bạn là người xấu. Bạn phù hợp với lợi ích của người khác, trong mắt họ bạn là người tốt. Bạn hữu dụng là tốt, bạn vô dụng là xấu. Bề mặt thế tục, hữu dụng là tất cả. Thế giới này thực sự rất thú vị khi bạn hy vọng có được sự giúp đỡ của người khác rời xa bạn. Khi bạn hoàn toàn có thể tự dựa vào chính mình, mọi người lại đến giúp bạn. Bởi vậy, trời luôn trợ giúp những người tự biết giúp mình. Phần 8. Nhân phẩm. Xã hội đương đại có rất nhiều người thông minh, có tài, cũng có rất nhiều người cần cù chịu khó. Nhưng phẩm hạnh đoan trang mới là phẩm chất đáng quý nhất. Vật hiếm thì quý, tri thức có thể học, nỗ lực là do mình, vận may chỉ có thể nhờ trời. Nhân phẩm tốt mới là thứ đáng quý nhất. Những người có nhân phẩm tốt, mặc dù có lúc phải chịu thiệt thòi, nhưng chịu thiệt thòi đó lại là phúc, bởi người khác nợ bạn, ông trời sẽ trả bạn. Một người có thể đi nhanh đến đâu là do năng lực quyết định. Một người có thể đi xa đến đâu là do nhân phẩm quyết định. Nhân phẩm mới là con át chủ bài cuối cùng và cũng là thương hiệu vàng của mỗi người. Trong thời đại lạnh lùng và dễ thay đổi như hiện nay, nhân phẩm mới là thứ đáng dựa dẫm cuối cùng giữa các tâm hồn với nhau. Thế giới thay đổi thất thường, nhân sinh kỹ xảo vô vàn, chỉ có nhân phẩm mới luôn hào quang muôn trượng. Phần 9. Sự ngu muội. Có rất nhiều người tự cho mình thông minh, thường đau khổ vì nhìn thấy quá nhiều sự ngu muội. Thực ra là đang tự chuốc phiền khổ, lo bỏ trắng răng. Bởi một người muốn thành công, buộc phải xây dựng trên một điều kiện, đó là bạn phải thông minh hơn những người xung quanh bạn. Nếu bạn phát hiện ra rằng những người xung quanh mình ai cũng thông minh trí tuệ, vậy thì bạn sẽ rất khó có ngày nở mày nở mặt. Do vậy, khi bạn phát hiện nhiều người ngu muội, bạn nên cảm thấy hạnh phúc, chứng tỏ rằng bạn thông minh hơn họ, bạn càng dễ bước tới thành công hơn họ. Những người ngu muội mà bạn gặp đều đến để độ bạn. Họ va chạm với bạn là để nâng cao tầm nhìn và trí tuệ của bạn. Họ vùi đầu vào những chuyện ngốc nghếch là để nhường cơ hội cho những người thông minh như bạn. Có thể chung sống hòa hợp với người thông minh, nhiều nhất cũng có thể chứng minh bạn là một người thông minh. Nhưng nếu có thể chung sống hòa hợp với những người ngu muội, chứng tỏ bạn là người có trí tuệ lớn. Phần 10. 6 nguyên tắc vàng trong tương lai. Nguyên tắc 1. Thà có nhiều thời gian hơn là có nhiều vật chất. Rất nhiều người mặc dù ngày kiếm đấu vàng nhưng lại vướng bận nhiều việc, thời gian phải dành vào việc xã giao, hội họp, thăm hỏi khách hàng. Sống trong trạng thái đó, dù kiếm nhiều tiền đến mấy cũng không có cảm giác hạnh phúc. Nguyên tắc 2. Thà ỷ lại vào thực lực. Thà ỷ lại vào thực lực và sức ảnh hưởng của mình, cũng không ỷ lại vào công ty. Con người chỉ khi độc lập tự chủ mới có cảm giác tự do như cá bơi ở biển lớn, chim bay ở trên trời cao. Nguyên tắc 3. Thà nâng cao thương hiệu cá nhân còn hơn là nâng lương. Tương lai là thời đại cá thể phất lên, sớm xây dựng thương hiệu cá nhân một ngày là sớm được tự do thêm một ngày. Nguyên tắc 4. Thà biến mình có giá trị còn hơn là kiếm được nhiều tiền. Kiếm tiền ngày càng vất vả, đáng tiền mới ngày càng nhẹ nhàng hơn. Nguyên tắc 5. Thà san sẻ giúp đỡ còn hơn là đẩy mạnh thương hiệu. Đẩy mạnh thương hiệu chỉ khiến bạn không thể rời xa người khác. Phải san sẻ giúp đỡ mới có thể khiến người khác không rời xa bạn. Thay đổi góc độ, thay đổi tương lai. Nguyên tắc 6. Thà phục vụ số ít những người ưu tú còn hơn là phục vụ nhiều người. Thà cung cấp dịch vụ ưu việt còn hơn là cung cấp nhiều sản phẩm. Thời đại cạnh tranh số lượng đã qua, trong tương lai chúng ta phải cạnh tranh về chất lượng, phát triển có chiều sâu. Thà bỏ thời gian và tiền bạc vào cùng một công việc
còn hơn là bỏ thời gian vào những việc vô ích. Tóm lại, dù ở hoàn cảnh hay thời đại nào, xin bạn hãy luôn nhớ rằng, ngắn hạn nhờ cơ hội, trung hạn nhờ thực lực, dài hạn nhờ nhân phẩm. Cơ hội quyết định thời điểm thấp cao, năng lực quyết định tốc độ nhanh chậm, nhân phẩm quyết định khoảng cách ngắn dài. Danh tiếng của một người không được lớn hơn thực lực, tài sản của một người không được lớn hơn sự cống hiến, chức vụ của một người không được cao hơn năng lực. Nếu không, đức không tương xứng với địa vị, tất gặp tai ương. Các bạn đang lắng nghe kênh YouTube Kho Sách Nói Kinh Doanh. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cuốn ebook hay từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.